đó là bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Phương án C đó là bằng gạo, phương án D đó là bằng voucher mua hàng. Và khi mà quý nhà đầu tư tham gia chương trình này thì giải thưởng dành cho người thắng giải đó vẫn là gói Tomato 30 trị giá 500.000 đồng trên một tháng. Với gói giao dịch này thì quý nhà đầu tư sẽ được miễn phí với tổng giá trị giao dịch lên tới là 666 triệu đồng trên một tháng, tức là 30 triệu đồng trên một tháng. Trên một ngày, sorry quý nhà đầu tư. Và để quý nhà đầu tư có thể đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia chương trình mini game này thì quý nhà đầu tư chỉ cần like và share livestream của chúng tôi ngày hôm nay, sau đó comment đáp án cộng thêm 3 con số may mắn của quý nhà đầu tư. Ví dụ như đáp án A thì quý nhà đầu tư hãy comment là A gạch ngang 169. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào phần chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Với tin tức chính của chúng tôi ngày hôm nay đó là nói về triển vọng của năng lượng tái tạo trên toàn cầu. Thì tin tức đầu tiên đó là Việt Nam lọt top 30 quốc gia có triển vọng phát triển năng lượng tái tạo toàn cầu. Thì trong báo cáo top 40 các thị trường dẫn đầu về chỉ số hấp dẫn quốc gia năng lượng tái tạo thì cập nhật tháng 10 của EY, thì Việt Nam tiếp tục thăng hạng lên vị trí thứ 29, tăng 5 bậc so với báo cáo tháng 11 năm 2020 nhờ điểm số cao cho các lĩnh vực điện mặt trời, điện gió và thủy điện. Và việc được thăng hạng về mức độ hấp dẫn của triển vọng phát triển năng lượng tái tạo cho thấy sự cam kết đầu tư và khả năng triển khai năng lượng tái tạo ở Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ và ngày càng trở thành xu hướng. Như vậy thì các năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục được hưởng lợi ở cả thu hút đầu tư lẫn cả chính sách của chính phủ về xu hướng xanh hóa đang diễn ra. Đặc biệt đó là khi mà mục tiêu tỷ trọng năng lượng tái tạo của chính phủ vào năm 2045 chiếm tới 40%. Vậy thì thời điểm này có phải là thích hợp dành cho sự chú ý tới ngành điện hay không? Thì theo Bộ Công Thương đó là tiêu thụ điện của Việt Nam thì sẽ tăng trưởng kép 8,1% trong giai đoạn 2021 đến 2030 và dự báo tình trạng thiếu điện thì có thể xảy ra trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2030. Và các cổ phiếu năng lượng gần đây đã tăng giá trên thị trường chứng khoán toàn cầu để phản ứng với tình trạng thiếu điện đang diễn ra ở EU và Trung Quốc. Vậy thì đây chúng tôi đánh giá đây có thể là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư có thể bắt đầu tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư các cổ phiếu ngành điện, đặc biệt là các cổ phiếu ngành điện đã tập trung vào các giải pháp năng lượng sạch. Tuấn muốn cập nhật thêm một chút đó là thứ nhất là cái xu hướng xanh hóa và cái xu hướng mà giảm cái thải carbon trên toàn thế giới ấy, thì khiến cho điện than đang không được ưu tiên phát triển nữa và sau đó điện được chuyển sang các loại điện khác. Thì trong ngành điện thì nó có mấy loại điện, có 3 loại điện. Điện thứ nhất là điện thường là điện than này, chuyên dùng để chạy nền. Điện thứ hai đó là điện dạng như là thủy điện hay bây giờ là những ngành điện mặt trời và điện gió, là những điện mà sẽ huy động khi mà có nguồn phát. Và thứ ba nữa là trong trường hợp thiếu thì người ta sẽ dùng điện khí. Thì trong cái thời gian mà đất nước chúng ta sẽ hướng đến là việc thiếu điện trong dài hạn, cũng giống như là ở Trung Quốc hay ở EU, khi mà nhu cầu các loại tiêu thụ điện tăng vọt lên, khi mà xe điện này, đúng không ạ, rồi các loại IoT mà chạy trên điện đấy rất là nhiều, thì khiến cho cái nhu cầu điện tăng lên rất là cao và họ bị hụt công suất nguồn so với cả cái nhu cầu. Thì Việt Nam mình tương lai cũng tương tự như vậy thôi. Tuấn tin rằng là tương lai là mình cũng sẽ thiếu điện. Thì trong trường hợp như thế thì chính phủ mình sẽ phải đẩy mạnh giải quyết cái bài toán điện đấy trong khoảng ngắn hạn và trong thời gian dài hạn. Điện than sẽ không được ưu tiên phát triển. Thì bù lại cái phần mà chạy nền, cái điện mà chạy nền ấy không còn là điện than nữa thì người ta sẽ chuyển sang thành điện khí. Và điện khí thì rõ ràng là gas đang là công ty được đứng làm đầu mối để thu cái khí từ quốc tế về. Ví dụ như sắp tới là đến 2022 là họ bắt đầu xây xong cái kho chứa ở Thị Vải và tương lai họ sẽ xây thêm nhiều kho chứa nữa ở Nghi Sơn hay ở Hải Phòng vân vân. Đó, thì đấy chính là động lực tăng trưởng của gas. Ngoài ra thì có thêm một mỏ khí mới thì lúc đó sẽ tăng được cái công suất nguồn của gas, thì gas sẽ là một doanh nghiệp rất là đáng chú ý trong câu chuyện về ngành điện này. Và câu chuyện này có thể là chúng ta sẽ phải chờ đợi dài hơn một chút. Và gas vừa rồi có một cú tăng rất là mạnh rồi thì chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn hơn một chút và ít nhất để giảm thiểu rủi ro biến động trong ngắn hạn. Nhưng trong dài hạn thì Tuấn tin rằng là gas là một cổ phiếu rất đáng lưu ý. Ngoài việc mà điện khí chuyển thành điện chạy nền thì sẽ phải tăng này, thì một điện nữa mà chúng ta cũng rất cần quan tâm đó là điện gió. Trong điện gió thì
Đầu tiên là những công ty mà thiên về xây lắp điện gió như kiểu là PC1 hay là TV2 là những doanh nghiệp chúng ta rất là cần phải theo dõi, vì họ đang được chuyển dần đang làm tổng thầu, và cái công việc của điện gió thời gian tới Tuấn tin rằng rất là nhiều. Tuy vậy thì PC1 cũng đang được định giá khá là cao, nhưng mà ngược lại thì PC1 lại có một mỏ mỏ đồng niken, và đó chính là ẩn số trong cái trường hợp hiện tại. TV2 thì họ có thêm những cái nhà máy điện gió mới và cái IA rất là cao, trên 20%, thì đó TV2 là một doanh nghiệp khá là đáng đáng lưu ý. Tuy vậy TV2 một nhược điểm đó là bên doanh nghiệp đấy thì cái thông tin để public IA nó không quá nhiều đó. Tuy vậy thì đấy, Tuấn gợi ý quý vị có 3 cơ hội quý vị theo dõi kỹ hơn. Quý vị tiền lớn thì nên đầu tư gas thì sẽ hay hơn, còn tiền nhỏ hơn thì có thể đầu tư vào PC1 và TV2. Dạ vâng, và tiếp nối về câu chuyện ngành điện thì anh Tuấn vừa nói về kênh cổ phiếu, và hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đề cập đến về kênh trái phiếu khi mà quý nhà đầu tư trái phiếu cùng với dự án điện gió của điện gió lớn nhất Đông Nam Á. Thì ở đây chúng tôi có đề cập đến trái phiếu Trung Nam Group. Thì khi mà quý nhà đầu tư thấy đó là trend năng lượng sạch đang ở trên trend năng lượng sạch đang rất là phát triển ở trên quy mô thế giới hay là tại Việt Nam, thì xu hướng mà lúc nãy tôi có nhắc đến đó là đến năm 2045 thì cái tỷ trọng của năng lượng tái tạo sẽ chiếm đến khoảng 40 đến 42%. Thì hiện tại Trung Nam đang là nhà phát triển hàng đầu về năng lượng tái tạo ở Việt Nam với tổng với tài sản lên đến là 2,3 tỷ USD, tương đương với GDP của tỉnh Nam Định, và là một trong số ít những nhà đầu tư có thể thi công hạ tầng và nhà máy điện và có lợi thế về đàm phán với các nhà cung cấp thiết bị điện. Và nhằm tăng quy mô hoạt động của công ty và huy động vốn cho dự án năng lượng tái tạo đầy tiềm năng của mình, đó là dự án điện gió Ea Nam của Trung Nam Group, thì đã phát hành ra các loại trái phiếu với kỳ hạn dài. Với dòng tiền từ các dự án tương đối là ổn định và rõ ràng, khoảng hơn 2.000 tỷ đồng trên một năm trong 19 năm do sản lượng điện và giá được xác định trước. Và khi mà quý nhà đầu tư tham gia vào trái phiếu của Trung Nam Group thì lợi suất đầu tư từ 9,3 đến 9,7% trên một năm. Đây là mức lãi suất tương đối cao và cao hơn so với gửi tiết kiệm. Và với tài sản đảm bảo có giá trị lớn, hơn 130% giá trị phát hành là dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á đã hoàn thiện pháp lý ký hợp đồng mua bán điện. Và trái phiếu này thì được cam kết mua lại định kỳ và giảm thiểu rủi ro. Và có các kỳ ở khi mà tham gia trái phiếu này thì có các kỳ hạn đó là 1 năm, 7 năm và 9 năm, phù hợp với nhu cầu đa dạng của quý nhà đầu tư. Tôi muốn cập nhật thêm một chút là như chúng ta vừa nói là điện tái tạo và điện gió là những cái mảng rất là hấp dẫn trong tương lai. Chính vì vậy mà cái mảng điện gió này cái lợi suất rất là cao mà nó lại an toàn. An toàn đây tức là cái dòng tiền của nó rất là chắc chắn, khi mà chỉ cần đấu nối điện thôi thì cái lợi nhuận nó được xác định trước rồi. Đó nên thành ra là Tuấn nghĩ rằng là nếu quý vị mà có tiền nhàn rỗi mà sợ rủi ro trong mảng chứng khoán thì quý vị có thể đẩy tiền sang cái kênh trái phiếu này, lợi suất rất là hấp dẫn, cao hơn tiết kiệm rất là nhiều, trong khi đó lại vẫn được đảm bảo sự an toàn. Dạ vâng, và để biết thêm chi tiết về trái phiếu này thì quý nhà đầu tư có thể kích vào mã QR code mà chúng tôi có để trên màn hình để có thể rõ hơn thông tin về mã trái phiếu này của chúng tôi ạ. Và cũng như mọi khi thì chương trình của chúng tôi sẽ gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là thông tin vĩ mô, phần thứ hai đó là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba đó là sẽ cập nhật về kênh cổ phiếu, phần thứ tư đó là sẽ về kênh tài sản khác, và phần cuối cùng đó là về câu chuyện đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết phần kênh thông tin vĩ mô với tin tức đầu tiên. Đó là Trung Quốc có thể xuất khẩu lạm phát ra toàn cầu. Lạm phát tại nhà máy PPI của Trung Quốc tăng khoảng 10,7% so với cùng kỳ trong tháng 9 và mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1995 và vượt dự báo của các nhà kinh tế. Nguyên nhân chính đằng sau đà đi lên không kiểm soát của PPI đến từ việc giá của các loại hàng hóa, đặc biệt là giá dầu và giá than tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Và các nhà sản xuất ở Trung Quốc đã bắt đầu phải tăng giá bán sản phẩm khi giá nguyên liệu và sản xuất đầu vào tăng lên. Foshan là nhà sản xuất nước tương lớn nhất và đã lên kế hoạch tăng giá bán. Và ngoài ra thì 13 công ty niêm yết hạng A đã và đang thông báo tăng giá bán trong năm nay do chi phí tăng cao và gián đoạn cung ứng. Vậy thì nếu như tình hình này tiếp diễn thì các nhà sản xuất sẽ chuyển chi phí cao sang cho người tiêu dùng, cuối cùng thì sẽ chỉ là vấn đề về thời gian và khiến cho lạm phát tiêu dùng còn có thể tăng lên. Lạm phát tăng lên thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội đầu tư, tức là cái team đầu tư. Đương nhiên thì ở góc độ
sợ rủi ro thì quý vị sẽ nhìn thấy rằng là lãi suất mà tăng thì chứng khoán đâu đó sẽ giảm, nhưng thực tế là theo cái concept của Tuấn ấy, thì khi mà thị trường chứng lãi suất mà tăng ấy thì thị trường chứng khoán cũng tăng, cho nên khi nào mà lãi suất tăng vượt quá một mốc nào đó rồi thì lúc đó thị trường chứng khoán mới giảm đó. Nên thành ra là mặc dù là chúng ta gặp cái rủi ro đấy nhưng chúng ta không cần quá lo ngại. Và đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà cơ hội lạm phát có thể tăng thì chúng ta có thể có nhiều kênh để đầu tư. Thứ nhất thì đơn giản nhất là chúng ta thường nghĩ đến vàng, đúng không ạ? Vàng thường sẽ tăng khi mà lãi suất tăng. Nhưng mà nhược điểm có trong một lần Tuấn có chia sẻ ấy, thì các kênh tài sản ấy, nó sẽ tăng giá dựa vào hai thứ. Một là sự khan hiếm, và có hai là có một cộng đồng tin rằng nó khan hiếm. Thì vàng nó là có sự khan hiếm thật, nhưng cái cộng đồng tin rằng nó khan hiếm không hề tăng trưởng. Đó thì bù lại quý vị có thể đầu tư vào Bitcoin chẳng hạn. Bitcoin là một coi như vàng số đi, họ có sự khan hiếm này và có một cộng đồng đang tin rằng nó khan hiếm. Mặc dù vậy thì Bitcoin là một kênh chưa được chính thống tại Việt Nam và quý vị cần phải lưu ý khi đầu tư vào đây. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu trong thị trường chứng khoán thì quý vị có thể đầu tư vào những công ty mà có tỷ lệ tiền mặt rất là cao, họ mang tiền đi gửi tiết kiệm, thì rõ ràng là lãi suất mà tăng thì họ sẽ được hưởng một cái mức lãi suất cao lên. Thì những công ty mà trong cái dạng như thế thì Tuấn có đề cập đến là có công ty liên quan bảo hiểm, như Tuấn có chia sẻ trong nhiều lần, đó là MIG là công ty Tuấn rất là ưa thích. Ngoài MIG về bảo hiểm ra thì quý vị có thể nghiên cứu các công ty thiên về bất động sản khu công nghiệp, bởi vì những công ty này cũng có cái tổng tài sản tiền bằng tiền mặt rất là cao, ví dụ như là PHR hay là SSC. Thì cái trường hợp của SSC thì Tuấn nghĩ rằng là nó khá là tốt trong từ giờ đến hết quý 1 2022, tức là trong ngắn hạn. Còn PHR quý vị có thể phải chờ đợi lâu hơn một chút, bởi vì chủ yếu là cái vấn đề mà có thêm cái dự án mới tại khu vực Bình Dương nó đang bị gặp đôi chút khúc mắc do vấn đề thượng tầng. Nhưng mà đến bây giờ cái tình hình của Bình Dương vẻ ổn định trở lại rồi, thì 2022 có thể là thời kỳ mà bùng nổ của PHR, thì quý vị có thể theo dõi và xem xét thêm cổ phiếu này. Dạ vâng. Và chúng tôi sẽ chuyển sang tin thứ hai trong phần thông tin vĩ mô tuần này, đó là thế giới dục dịch mở cửa và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế trở lại. Từ ngày 1 tháng 11 thì Thái Lan đã mở cửa cho khách du lịch quốc tế tiêm đủ liều vaccine từ 46 quốc gia, bao gồm có Mỹ, Anh hay Trung Quốc, mà không cần cách ly, và đồng thời thì gỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại 17 tỉnh thành từ ngày 31 tháng 10. Và việc tỷ lệ người dân tiêm 2 mũi tăng nhanh và số ca mắc mới giảm đều kể từ đỉnh dịch hồi tháng 7 đã giúp cho Thái Lan đẩy nhanh quá trình bình thường mới và sống chung với COVID-19. Tại Úc thì hãng hàng không quốc gia Qatar Airways đã công bố mở lại các đường bay quốc tế sớm hơn dự kiến, cũng như gọi hơn 11.000 nhân viên của hãng quay trở lại làm việc trong bối cảnh biên giới Úc lần đầu mở cửa sau 18 tháng. Và 71% dân số Úc đã tiêm ít nhất một mũi và 56% đã tiêm đủ hoàn toàn và bỏ xa mức là 65% và 51% tương ứng của Mỹ. Và với khả năng tiêm hơn 700.000 mũi trên một ngày thì Thái Lan tự tin mở cửa du lịch sớm hơn và kỳ vọng đó có thể sớm bắt đầu quá trình hồi phục của ngành du lịch, và vốn đóng góp là 18% cho GDP trước khi đại dịch xảy ra. Và mô hình du lịch sống chung với COVID-19 của Thái Lan thì sẽ làm hình mẫu cho các nước Đông Nam Á trong cách mở cửa lại nền kinh tế du lịch. Tuấn có nghe một cái thông tin rằng là reverse shopping, tức là mua sắm trả thù. Thì tương tự thế thì cái việc mà trả thù này có thể diễn ra trong cả ngành du lịch. Tuấn có một ông em chuyên bán điện thoại, và cái thời kỳ dịch thì gần như là không bán được hàng. Nhưng đến bây giờ thì đồng chí bảo làm không hết việc. Nguyên nhân là bởi vì như kiểu là mọi người ở nhà lâu quá rồi, và mọi người mua cái lượng hàng nó giải tỏa cái thời gian mà bị đóng băng phải ngồi nhà. Đó thì hoàn toàn chuyện này có thể xảy ra tại ngành du lịch. Và nếu trong trường hợp thế thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái ngành mà nó phù hợp thì chúng ta cũng cần phải xem xét thêm. Trong cái ngành du lịch ấy, thì Tuấn nghĩ rằng là ACV là một doanh nghiệp khá đáng theo dõi, khi mà câu chuyện về phục hồi nó chỉ là một phần, nhưng mà câu chuyện khác nữa là họ có thêm những cái dự án mới, ví dụ Tân Sơn Nhất mở rộng này, rồi nhà ga Nội Bài này, rồi họ có thêm Long Thành này. Đương nhiên thì câu chuyện dài hạn họ rất là lớn. Và ngoài ra thì ACV có một đặc điểm là Tuấn muốn lưu ý rằng là cái định giá của ACV nó còn đang khá là rẻ nếu tính theo P trên B so với cả công ty khác ở bên Thái Lan. Bên Thái Lan thì có một cái công ty cũng cảng hàng không, và họ chỉ sở hữu 6 trên 22 sân bay tại Thái Lan thôi, mà định giá của họ đã tăng gấp 3 lần so với cả của ACV rồi. Thì đó thì ACV Tuấn nghĩ rằng là khá là ok nếu như mà chúng ta đầu tư theo team này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Và sang tin thứ ba trong phần thông tin vĩ mô tuần này thì đó là khởi công xây dựng sân bay Sapa cuối năm 2021. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định số 1773 QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không Sapa, tỉnh Lào Cai theo hình thức đối tác công PPP và thời gian xây dựng dự kiến kéo dài trong 4 năm, thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn 46 năm. Và dự án xây dựng cảng hàng không Sapa sẽ được chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là từ năm 2021 đến năm 2028 thì xây dựng sân bay đạt tiêu chuẩn 4C theo ICAO, đạt công suất là 1,5 triệu hành khách trên một năm. Và giai đoạn thứ hai đó là sau năm 2028 thì hoàn thành các hạng mục dự án nhằm đạt công suất 3 triệu lượt hành khách trên một năm. Và sân bay Sapa sẽ thúc đẩy kinh tế vùng và các doanh nghiệp xây dựng và doanh nghiệp bất động sản lân cận sẽ được hưởng lợi. Tổng quy mô đầu tư của sân bay Sapa là 7.000 tỷ đồng và đây là một con số tiền rất là lớn. Tuy vậy thì doanh nghiệp là được hưởng lợi và cơ hội đầu tư ra sao thì Tuấn vẫn chưa tìm ra. Chắc là Tuấn sẽ phải chờ đợi tìm hiểu thêm và nếu như có cơ hội thì Tuấn sẽ quay lại để chia sẻ đến quý vị anh chị ạ. Dạ vâng, và đó là Duyên và anh Tuấn đã đi qua phần đầu tiên của chương trình, phần thông tin vĩ mô. Thì quý nhà đầu tư đừng quên tham gia mini game ngày hôm nay của chúng tôi. Hãy like, share để đáp ứng điều kiện tham gia mini game này và sau đó thì comment đáp án kèm thêm 3 con số may mắn của mình để được nhận giải của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần thứ hai của chương trình, đó là phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với tin tức đầu tiên là hạn mức trả tiền bảo hiểm được tăng lên là 125 triệu đồng. Theo quyết định số 32/2021 QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ thì kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2021 thì hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi sẽ là 125 triệu đồng đối với mỗi cá nhân gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Khoảng 91% người gửi tiền đã được bảo vệ toàn bộ tiền gửi. Và hạn mức và phạm vi bảo hiểm được thiết lập sao cho phần lớn người gửi tiền ở các ngân hàng được bảo vệ đầy đủ và phải đảm bảo có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi không được bảo vệ. Và như vậy thì hạn mức tiền bảo hiểm là một công cụ trực tiếp để có thể bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và hạn mức trả tiền bảo hiểm đủ lớn sẽ góp phần duy trì niềm tin của người gửi tiền đối với hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng huy động vốn của toàn hệ thống. Tôi muốn cập nhật qua một chút về cái bảo hiểm tiền gửi này một chút. Đó là bảo hiểm tiền gửi này có nghĩa rằng là quý vị gửi tiền tại một ngân hàng nào đó và nếu ngân hàng đó phá sản thì quý vị sẽ được nhận lại một số tiền và tối đa nó là 125 triệu. Điều đó có nghĩa là thế nào? Tức là quý vị nếu như gửi tiền vào là 100 triệu chẳng hạn thì khi mà ngân hàng nó phá sản thì quý vị sẽ được nhận lại là 100 triệu. Đó. Thứ hai, nếu như quý vị gửi vào đó 1 tỷ và chẳng may ngân hàng đó bị phá sản thì quý vị chỉ nhận lại được tối đa là 125 triệu mà thôi. Đó thì đấy là đặc điểm của cái hạn mức bảo hiểm tiền gửi này. Thì hạn mức bảo hiểm tiền gửi này nó đưa ra khi mà chính phủ mình đâu đó tức là muốn cam kết rằng là sẽ bảo vệ tốt hơn cho tiền gửi người dân. Thì trong phần này thì Tuấn cũng không có đánh giá gì thêm. Dạ vâng, và chúng ta sang tin thứ hai trong phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng của tuần này, đó là áp lực lạm phát buộc Fed sớm thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ tháng 9 được Fed công bố vào ngày 13 tháng 10 thì các quan chức Fed lo ngại về tình trạng lạm phát kéo dài. Theo đó mà dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản từ tháng 11 và tiến tới kết thúc chương trình này vào giữa năm 2022. Và báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ ngày 13 tháng 10 cho thấy CPI tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đến mức cao hơn so với dự báo tăng trưởng 0,3% và 5,3%, đồng thời là mức tăng cả năm cao nhất trong 13 năm. Và các quan chức Fed thì không muốn rơi vào tình thế mà họ buộc phải tăng lãi suất trong lúc vẫn còn đang mua vào trái phiếu. Và việc nâng lãi suất chỉ có thể diễn ra sau khi mà chương trình mua lại tài sản đã khép lại. Và việc mà cắt giảm QE sẽ mở đường cho việc nâng lãi suất vào năm 2022. Kỳ họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào đầu tháng 11. Và như cái lần đi inside trước Tuấn có nói chuyện đó, thì trong cái buổi hôm đấy thì Tuấn có chia sẻ rằng là thị trường chứng khoán có thể có một cú sụt giảm trong tháng 11 khi mà dựa trên quan điểm rằng là Fed có thể tăng lãi suất hoặc là có thể ngừng chương trình mua tài sản thì khiến cho thị trường bị chao đảo. Nhưng ngược lại thì khi mà từ thời điểm mà Tuấn nói đến bây giờ thì gần như là thị trường không tăng và thậm chí bây giờ thị trường đang giảm, đúng không? Đang giảm trước. Thế thì cái thời điểm mà khi công bố
cái việc mà tiêu cực từ Fed đó thì đôi khi nó đã được phản ánh trước thị trường rồi. Và do vậy thì Tuấn tin rằng là sau cái thời điểm mùng 4 tháng 11 thì có thể rằng là cái tâm lý của thị trường nó được giải tỏa. Và lúc đó thì cái thời điểm mà thị trường có thể đưa tăng lên một mức tăng mới hoàn toàn có thể diễn ra trong đầu tháng 11 hoặc là giữa tháng 11. Đó thì quý vị nên lưu ý và chúng ta nên ưu tiên tích sản vào những cổ phiếu mà đầu ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt. Nhất là chúng ta nhìn theo PE, PB thị trường thì PE thị trường cũng đang ở mức khá là rẻ, khoảng 16 lần. Và PB của thị trường thì đâu đó khoảng 2,5 lần. Đó thì 2,5 lần thì nó không phải là mức quá đắt đâu. Nó không rẻ nhá, nhưng mà nó không hề quá đắt. Và nếu như cái việc tăng trưởng của thị trường mình nó tốt thì thời gian tới là Tuấn tin rằng là thị trường mình sẽ có một thời gian rất là tốt. Dạ vâng, và đó cũng là hai tin tức nổi bật của phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Quý nhà đầu tư đừng quên đặt câu hỏi ở dưới comment để cuối chương trình chuyên gia của chúng tôi sẽ quay lại để giải đáp cho quý nhà đầu tư ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu. Tuần này thì chúng tôi sẽ nhắc đến cổ phiếu VHC. Vĩnh Hoàn lợi nhuận quý 3 tăng 46% nhờ giá bán tăng và thị trường Mỹ phục hồi. Thì vừa qua thì VHC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 thì doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thì tăng 46,2% so với cùng kỳ. Và như vậy thì lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 thì doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 17% so với cùng kỳ. Và như vậy thì VHC đã thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận. Và kết quả kinh doanh khả quan trong quý 3 vừa rồi đến từ hoạt động xuất khẩu khởi sắc và giá bán tăng, đặc biệt là ở thị trường Mỹ. Như vậy thì chúng tôi đánh giá với tình hình kinh doanh khởi sắc như vậy của VHC thì VHC hoàn toàn có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch của năm. Vừa rồi thì cái giá cước của vận tải biển nó tăng lên rất là cao, gấp khoảng 4 đến 5 lần so với cả thời kỳ trước. Nguyên nhân là một phần là bởi vì cái việc hàng không bị đóng cửa, mà khi hàng không đóng cửa thì khiến cho cái hàng hóa được di chuyển qua đường hàng không ấy bị giảm đi và khiến cho cái một loạt hàng nó phải đẩy từ kênh đường hàng không chuyển sang đường vận tải biển. Và thời gian tới khi mà việc bong bóng du lịch rồi các đường hàng không được nối lại thì Tuấn tin rằng là cái giá cước của vận tải biển sẽ giảm. Và khi giá cước vận tải biển sẽ giảm thì đâu đó nó sẽ có lợi những công ty xuất khẩu, ví dụ như là Vĩnh Hoàn này hay như kiểu Nam Việt này, là những doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi trong cái quá trình đó. Ngoài ra thì giá cá tra đang ở mức thấp trong vòng khoảng mấy năm vừa qua và dịch Covid cũng khiến cho rất nhiều doanh nghiệp lao đao và làm cho rất nhiều các hộ nông dân phải treo chuồng. Chính vì thế nên thời gian tới thì Tuấn nghĩ rằng là cái gì có chu kỳ và chu kỳ lên của những doanh nghiệp này có thể sắp đến trong thời gian tới, gồm một Vĩnh Hoàn và Nam Việt. Dạ vâng, và kênh cổ phiếu tuần này thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật về hiệu quả của danh mục cổ tức tính đến ngày 22 tháng 10 năm 2021. Như ở trên slide của nhà đầu tư có thể nhìn thấy, danh mục cổ tức quý 3 của chúng tôi gồm 10 mã và tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm hiện tại, tức là ngày 22 tháng 10, thì lợi suất mà danh mục cổ tức đó là đạt 21,6%, tỷ suất lợi nhuận kép tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến hiện tại là 20,3%, vượt trội hơn 5,6% so với chỉ số VN Index. Và quý nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin danh mục của chúng tôi ở trên các cộng đồng của chúng tôi ạ. Năm nay một năm tăng rất là tốt, tuyệt vời của thị trường chứng khoán khiến cho danh mục cổ tức bị underperform so với cả VN Index. Thì điều này là điều dễ hiểu thôi, vì danh mục cổ tức thì hướng đến là an toàn hơn và hướng đến là có tạo ra một cái dòng thu nhập rất là ổn định. Thì đương nhiên rằng là khi mà thị trường đang favor, tức là đang yêu thích các cổ phiếu tăng trưởng thì danh mục cổ tức này sẽ bị giảm hơn một chút, thấp hơn, tăng trưởng chậm hơn một chút. Nhưng về dài hạn chúng ta nhận thấy rằng là danh mục cổ tức vẫn đang outperform, tức là vượt trội hơn so với cả danh mục VN Index khoảng đâu đó khoảng 5%, 5-6%. Dạ vâng ạ. Và đó là kênh cổ phiếu của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác. Giá hàng hóa thô điều chỉnh khi Trung Quốc tiến hành can thiệp. Giá thép thanh giảm hơn 14%, thép HRC giảm 9% kể từ đỉnh cuối tháng 9 năm 2021. Và đáng chú ý hơn đó là giá phốt pho vàng giảm hơn 38% kể từ giữa tháng 9 sau khi đạt đỉnh 65.000 nhân dân tệ trên 1 tấn. Và đà tăng trước đó của các hàng hóa này do Trung Quốc yêu cầu các nhà máy quanh khu vực Bắc Kinh giảm sản xuất để bảo đảm bầu trời xanh cho Olympic tổ chức vào tháng 2 năm 2021, và cộng thêm việc thiếu điện cũng dẫn đến gián đoạn sản xuất. Và tuy nhiên thì đầu tuần này
thì chính phủ Trung Quốc đã có các biện pháp can thiệp để tăng nguồn cung than trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo bảo đảm cho giá của một số hàng hóa. Vậy thì chúng tôi đánh giá chính phủ Trung Quốc có thể thêm các biện pháp ngắn hạn, có thể điều tiết thị trường để giảm giá các hàng hóa thô hoặc ít nhất là không tăng thêm. Về trung hạn thì các giá hàng hóa thô vẫn neo ở mức cao do Trung Quốc theo đuổi chính sách môi trường xanh. Vâng, và môi trường xanh thì rõ ràng là việc sản xuất các ngành khác mà nó ô nhiễm hơn một chút thì nó sẽ đẩy sang Việt Nam, gồm có như kiểu là điện lạnh này, hay là thép này, hay là giấy này, đương nhiên. Và đó thì nó sẽ là cơ hội đầu tư chúng ta thôi. Đó. Dạ vâng, và một kênh tài sản khác mà tuần này chúng tôi đề cập đến đó là kênh Bitcoin sau tăng mạnh là điều chỉnh. Giá Bitcoin lên đỉnh mọi thời đại đạt 67.000 USD cùng với quỹ ETF Bitcoin đầu tiên được đưa vào giao dịch. Và sau sự ra đời của quỹ ETF này thì dự báo sẽ có thêm các quỹ khác sẽ được giới thiệu. Và với nỗi lo về lạm phát và niềm tin của nhiều người rằng Bitcoin có thể là công cụ phòng ngừa lạm phát cũng tăng lên và khiến một lượng tài sản chuyển sang Bitcoin. Và quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới bị rút hơn 5 tỷ USD từ đầu năm. Và mặc dù vậy thì lãi suất huy động chi phí cho việc mượn Bitcoin để giao dịch đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng và chỉ báo này có biến động ngược chiều với giá của Bitcoin. Như vậy thì trong ngắn hạn thì Bitcoin có thể điều chỉnh 3 đến 5 tháng tới tích cực với việc lạm phát có thể là catalyst cho Bitcoin. Vâng ạ, Tuấn xin nhắc lại hai thứ mà dành cho một tài sản thôi. Một, đó là tính khan hiếm, và hai, đó là có một cộng đồng tin rằng nó khan hiếm tăng lên. Thì cái cộng đồng tăng tin rằng Bitcoin khan hiếm đang tăng lên khi mà chúng ta có thêm một quỹ ETF, và số lượng tiền đổ vào ETF đồng nghĩa với rằng là cái lượng tiền mua vào Bitcoin sẽ được tăng lên trong thời gian tới. Và khi có một quỹ ETF như thế thì cái lượng tiền mà từ dân cư cũng sẽ đổ vào rằng Bitcoin là một cái kênh đầu tư khá tốt đấy. Thì đấy chính là một đặc điểm mà Tuấn tin rằng là Bitcoin sẽ được dùng để phòng vệ cho lạm phát. Tuy vậy, Tuấn vẫn phải nhắc lại đó là Bitcoin là một kênh không phi chính thống tại Việt Nam, và quý vị cần quan tâm đến rủi ro khi tham gia kênh này. Dạ vâng, và đó cũng kết thúc phần kênh tài sản khác của chúng tôi. Quý nhà đầu tư đừng quên để lại câu hỏi để lát nữa chuyên gia sẽ quay trở lại để giải đáp cho quý nhà đầu tư ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Xin mời anh Tuấn ạ. Có một câu chuyện của thời Xuân Thu, Chiến Quốc, thời mà Tề Hoàn Công gọi là Ngũ Bá, tức là một trong những bá vương của thời kỳ đó. Tề Hoàn Công thì lúc đó là đã hiệu triệu được gần như thiên hạ rồi, chỉ duy nhất còn một nước Sở. Nước Sở này cậy có binh hùng tướng mạnh, có đất đai rộng lớn và không tuân theo nước Tề. Và lúc đó thì toàn bộ lính, tức là tướng của Tề Hoàn Công mới đứng lên rằng là anh ơi, cho bọn em đi đánh bọn này. Thì lúc đó là Quản Trọng mới đứng lên, Quản Trọng đó là thừa tướng, là tướng quốc, thì mới lắc đầu nói nếu như Tề, Sở và Tao tranh thì sẽ tiêu sạch một lượng lương thảo mà chúng ta đã rất gian khổ tích lũy. Và hàng vạn sinh linh của hai nước Tề, Sở sẽ phải trở thành những bộ xương. Xin chư tướng để cho Trọng suy nghĩ thêm. Thì một thời gian sau thì Quản Trọng mới đưa lái buôn sang bên nước Sở và mua hươu. Cái tin đồn đưa ra rằng là nhà vua Tề Hoàn Công thì bây giờ rất là ưa thích hươu, và khiến cho quân lính, tức là người tướng của bên nước Sở tin rằng là ngày xưa nước Tề đã từng có một vị vua mà ham những cái thứ vớ vẩn như thế rồi, và đất nước bị lụi bại, và họ cảm thấy rất là vui mừng vì điều đó. Một thời gian sau nữa thì Quản Trọng lại bảo nâng giá mua lên, và giá mua con hươu cứ tăng mãi cho đến lên khoảng 40 đồng, tức là tương đương với cả một tấn thóc làm trong một năm liền, đúng không ạ? Làm trong 6 tháng liền. Và khi đó thì quan binh thì bỏ huấn luyện và chạy đi săn hươu trên núi, rồi người dân thì cũng bỏ ruộng để đi săn hươu để thu được cái lượng tiền rất là lớn. Và chúng ta cần phải lưu ý rằng là hươu là một mặt hàng thời kỳ đó là khá là quý hiếm, và nó chỉ ở nước Sở là chính, còn các nước khác là không có. Đó, thì qua một thời gian thì đúng vào năm mất mùa thì Quản Trọng bắt đầu xua quân đi đánh nước Sở, và đồng thời là ra lệnh cho tất cả các nước chư hầu không được bán thóc cho Sở. Chính vì thế nên Sở nhanh chóng bị tiêu diệt, và lập tức vua Sở chạy ra xin hàng. Đó, thì qua câu chuyện này chúng ta nhận thấy rằng là đương nhiên thì chúng ta nhận thấy là cái mưu của Quản Trọng rất là sâu, và Việt Nam mình thì đôi khi là cũng bị cái trường hợp đấy của Trung Quốc rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà ứng dụng trong đầu tư là gì? Đó là những doanh nghiệp mà mới thành lập mà chưa trải qua cũng khó khăn như kiểu nước Sở chẳng hạn thì có thể lơ là và ngủ quên trên chiến thắng. Đó, vậy nên là khi chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp ấy, chúng ta nên ưu tiên những doanh nghiệp đã trải qua đủ một chu kỳ kinh tế. Họ đã biết thế nào là khó khăn, họ biết thế nào là
là thất bại và họ biết là đâu sẽ là thời điểm nên mạo hiểm và giành vinh quang đó. Và thứ hai nữa là nợ thì giống như một con dao hai lưỡi và dễ gây nghiện. Việc lạm dụng nợ nó sẽ gây cho doanh nghiệp hay cá nhân mất đi cái sức phòng vệ tự nhiên vào hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, đối với nhà đầu tư ngủ ngon thì Tuấn khuyến nghị rằng là quý vị, một là với doanh nghiệp thì quý vị nên chọn doanh nghiệp mà ít nợ, và đối với cá nhân thì quý vị nên sử dụng margin ở mức vừa phải và có thể chấp nhận được. Dạ vâng, cảm ơn câu chuyện của anh Tuấn ạ. Vậy thì sau khi chúng tôi chuyển sang phần Q&A thì chúng tôi xin phép được nhắc lại với quý nhà đầu tư. Quý nhà đầu tư đừng quên tham gia mini game ngày hôm nay của chúng tôi. Hãy like, share chương trình, sau đó thì comment đáp án cộng thêm 3 con số may mắn. Và kèm theo thì các chương trình của chúng tôi, đó là ngoài chương trình La bàn đầu tư ngày hôm nay thì chúng tôi có chương trình tọa đàm đầu tư. Chương trình này chúng tôi sẽ dành riêng cho khách hàng của VN Direct, phân tích mã cổ phiếu và nhận định thị trường, diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Chương trình tiếp theo đó là chương trình 360 độ cổ phiếu. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ đưa nhận định về cổ phiếu theo hướng tích cực và tiêu cực, thời gian đó là livestream vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và ngoài ra thì hàng ngày chúng tôi sẽ có chương trình nhịp đập thị trường. Chương trình này thì chúng tôi sẽ đưa nhận định về thị trường và phân tích kỹ thuật về các mã cổ phiếu, thời gian sẽ là 16 giờ hàng ngày. Ngoài ra thì chúng tôi có 4 cộng đồng, đó là cộng đồng tích sản đầu tư thịnh vượng DWell, cộng đồng giao dịch chứng khoán DStock, cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư DGo và cộng đồng bảo an tài chính DLife. Chúng tôi đã để mã QR code ở trên thì quý nhà đầu tư hãy kích vào đó để tham gia cộng đồng của chúng tôi để được cập nhật tin tức một cách sớm nhất. Ngoài ra thì thứ bảy hàng tuần thì chúng tôi có khóa học bảo an tài chính và sức khỏe đầu tư, thì quý nhà đầu tư hãy vào đường link dacademy.vndirect.com để đăng ký tham gia khóa học này của chúng tôi ạ. Và tất cả những thông tin của chúng tôi thì sẽ được đăng ở trên trang Facebook, đó là Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Direct. Quý nhà đầu tư hãy theo dõi trang Facebook của chúng tôi. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Với câu hỏi đầu tiên của quý nhà đầu tư Nguyễn Lam Hồng, đó là anh nhận xét sao về mã SSI ạ? SSI à? SSI thì là một doanh nghiệp có thể gọi là đồng ngành của ngành chứng khoán, đúng không ạ? Tuy vậy thì nếu như tính về lợi nhuận thì TCBS đang là vượt trội hơn SSI một chút, khi mà lợi nhuận 9 tháng của TCBS là đâu đó khoảng 2.800 và lợi nhuận của SSI khoảng 2.000. Đứng thứ ba là VND là khoảng 1.800. Rồi thì trong câu chuyện của thị trường chứng khoán này thì có một đặc điểm rằng là giá cổ phiếu đang ở mức rất là cao trong lịch sử. Nếu quý vị nhìn PB, PE của những công ty này, chứng khoán này, hầu hết đều tăng cao hơn rất là nhiều so với ở quá khứ. Thì nó đang phản ánh một phần, đó là cái quy mô thị trường đang được mở rộng ra. Và nhưng mà sau cái quy mô thị trường mở rộng ra đó thì về cơ bản ngày này vẫn là bị cạnh tranh rất là lớn. Và do vậy thì bây giờ đang là cái cầu lớn hơn cung đó. Nên thành ra là mặc dù câu chuyện về dài hạn vẫn còn rất là hấp dẫn nhé, nhưng mà quý vị cần lưu ý trong ngắn hạn, tức là bởi vì cái lợi nhuận của năm nay, cái giá cổ phiếu năm nay nó đã phản ánh hết lợi nhuận năm nay rồi, nên câu chuyện của ngày này thì Tuấn nghĩ rằng là chắc chúng ta phải chờ hết quý 4 rồi sang năm sau chúng ta xem tiếp là cái kỳ vọng mới thế như thế nào. Dạ vâng. Và câu hỏi thứ hai của nhà đầu tư Phương Vũ, đó là Vinachem sẽ bán hơn 15 triệu cổ phiếu DGC giá 152.100 trong quý 4 năm 2021 hoặc quý 1 năm 2022, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu hiện tại đang cao hơn 152.100 đồng, và cần lưu ý điều gì khi mà mua mới? Câu hỏi của anh khá là hay. Thực ra là Tuấn cũng tự đặt câu hỏi này rồi, bởi vì thực ra Tuấn cũng cầm cổ phiếu này. Tuy vậy thì Tuấn nghĩ rằng là đương nhiên thì nó sẽ có cái rủi ro rằng là giá cổ phiếu khó vượt quá lên cái mốc đấy nhiều quá. Hầu hết anh em đầu tư mà Tuấn có ngồi nói chuyện ấy thì mọi người cũng đều lo ngại mảng đấy. Tuy vậy thì Tuấn nghĩ rằng là đối với nhà đầu tư mà thấy cổ phiếu còn hấp dẫn thì chúng ta vẫn cứ cầm thôi. Nếu như quy lại cái lợi nhuận năm nay của doanh nghiệp này thì bây giờ doanh nghiệp này đang có lợi nhuận khoảng 1.000 tỷ, và họ dự kiến rằng là quý 4 họ sẽ đạt được 600 tỷ nữa. Đấy là một mức Tuấn nghĩ rằng là khá thận trọng. Như Tuấn thì Tuấn nghĩ rằng là lợi nhuận của họ sẽ đạt được một mốc, đó là 1.000 tỷ cho quý 4. Thì nếu như mà 1.000 tỷ cho quý 4 thì tổng lợi nhuận của họ sẽ đâu đó là khoảng 2.000 tỷ. Và như vậy là P trên E của doanh nghiệp đây, cái vốn hóa thị trường đang là khoảng 27.000. Và nếu như lợi nhuận của họ 2.000 thì PE nó về khoảng 12.5. Thì Tuấn nghĩ là mức gọi là fair. Thì ở mức fair này thì quý vị có thể chờ đợi thêm một chút nữa, tức là cộng với cả việc mà cái vấn đề kỹ thuật, tức là vấn đề mà cái cục 15 triệu đó bán ấy, thì
thì thành ra giá cổ phiếu khó tăng thì cộng với cả PE nó đang khoảng 12,5 lần, thì quý vị có thể chờ đợi hơn một chút để nhặt dần tích lũy dần cổ phiếu này thay vì quý vị mua ngay tại thời điểm hiện tại, bởi vì nó sẽ bị gặp nhiều cản trở. Dạ vâng, và chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư, đó là Đoàn Hoàng Ngãi, đó là DBC và PAN sẽ thế nào ạ? Dabaco đúng không ạ? Đúng rồi, Dabaco ạ. Dabaco và PAN. PAN thì Tuấn không đủ thông tin, chắc là Tuấn sẽ trả lời quý vị anh chị sau. Đối với Dabaco thì chúng ta biết rằng là giá thịt lợn heo đợt này giảm rất là sâu. Tuy vậy thì Dabaco được một cái hỗ trợ ngược lại, đó là họ có một mảng bất động sản được bàn giao. Thì tổng hợp của tất cả này lại thì về cơ bản thì Dabaco vẫn hơi bị tiêu cực hơn một chút. Nguyên nhân là bởi vì cái lợi nhuận của cái mảng heo năm ngoái là nó quá lớn so với cả mảng bất động sản. Đó, nên thành ra là tôi nghĩ rằng là về cơ bản Dabaco thì thời điểm này nó sẽ hơi bị rủi ro hơn một chút trong ngắn hạn. Tuy vậy trong dài hạn thì vẫn ok nhá, nhưng mà trong ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ chịu một chút sức ép. Vậy như vậy thì còn mã cổ phiếu PAN thì chúng tôi xin phép được trả lời ở dưới comment quý nhà đầu tư sau khi mà chúng tôi có đầy đủ thông tin. Và sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư, đó là Hoàng Duy, đó là theo anh thì Bitcoin có thể thay thế được vàng không, và giá cao nhất Bitcoin có thể đạt là bao nhiêu ạ? Như Tuấn vừa chia sẻ rồi, đó là Bitcoin Tuấn nghĩ rằng nó sẽ thay thế được vàng số, nó là vàng số và thay thế được vàng. Và thứ hai nữa là nếu như quy đổi toàn bộ cái quy mô vàng trên toàn thế giới hiện tại chuyển sang để sang Bitcoin thì Bitcoin khoảng 24 triệu đồng, và tổng quy mô của Tuấn hôm trước ngồi làm phép tính, tức là tổng quy mô của vàng như thế giới là khoảng mấy tỷ đô, 8.000 tỷ đô, Tuấn không nhớ lắm chính xác. Nhưng hôm đấy Tuấn ngồi chia lại cho 24 triệu đồng thì định giá của Bitcoin đâu đó khoảng 300.000 đô trên một đồng. Đó, tuy nhiên đấy là góc nhìn rất là dài hạn nhé. Còn trong ngắn hạn Tuấn không xin phép là không đánh giá thêm. Nhưng đó, trong dài hạn thì nếu như thay thế được toàn bộ vàng thì nó sẽ lên khoảng 300.000 đô trên một coin. Dạ vâng, và do chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời hai câu hỏi nữa của quý nhà đầu tư, sau đó thì chúng tôi sẽ xin phép được dừng chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư Ti Nguyễn, đó là PAO chuyên gia nhận định như thế nào ạ? PAO à? PAO thì nó chỉ là một doanh nghiệp gọi là tăng trưởng đều đều bình thường, tức là nó không phải một con công ty gọi là outperform vượt trội. Và quý vị nếu kỳ vọng mức lợi nhuận khoảng 10% một năm thì quý vị đầu tư PAO được. Đó thì mặc dù công doanh nghiệp này vẫn tăng trưởng được công suất, nhưng mà cái tăng trưởng dài hạn nó khá là thấp, nên thành ra là quý vị nếu đầu tư cổ phiếu này nên lưu ý ở góc độ gọi là mua vì cổ tức thôi, còn mua về vì tăng trưởng thì doanh nghiệp này tăng trưởng rất là chậm. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Và chúng ta sẽ sang câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư Phan Ngọc Dũng, có đặt câu hỏi về mã APS và API ạ. APS là chứng khoán Âu Việt à? À đâu, APS. Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương. Thực ra ngành chứng khoán thì quý vị nên đầu tư những doanh nghiệp đứng hàng đầu, bởi vì những công ty chứng khoán ở top sau ấy thì một là cái lợi thế cạnh tranh nó không bền vững, và thứ hai là khi mà nền kinh tế nó bị yếu một cái thì lập tức là những doanh nghiệp này nó sẽ bị tác động rất là lớn. Còn đương nhiên những doanh nghiệp mà có cái vốn hóa rất là nhỏ như kiểu APS này chẳng hạn thì nó có thể có tác động cung cầu khiến cho giá cổ phiếu tăng tăng nhanh hơn là cái cơ bản của nó. Nên thành ra là câu chuyện về APS thì quý vị nên lưu ý, bởi vì ví dụ như là TGG chẳng hạn, cái câu chuyện về công ty Louis gì đấy thì nó đã có thời kỳ tăng giá rất là mạnh, và rất nhiều nhà đầu tư có ngày đấy có hỏi Tuấn và Tuấn chia sẻ rằng là không nên đầu tư. Tuy vậy thì một thời gian sau thì giá TGG cũng bị giảm rất là sâu và có rất nhiều người tức là mất tài sản rất là nhiều ấy, thì quý vị cần phải lưu ý trường hợp như vậy. Cổ phiếu thứ hai là gì nhỉ? Là API ạ. API là cổ phiếu gì nhỉ? ABI à? API là đầu tư châu Á Thái Bình Dương. Ok, chắc là cái này cùng một hệ sinh thái của công ty này Tuấn cũng không nắm rõ lắm đâu, chắc là Tuấn không chưa có câu trả lời cho anh chị. Dạ vâng, và chúng tôi sẽ trả lời comment khi mà có đầy đủ thông tin của các mã cổ phiếu còn lại cho quý nhà đầu tư ạ. Như vậy thì chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 15 giờ thứ hai tuần sau. Xin chào, hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.